Anh em nhé, thì em trả hàng con máy Bose 24V cho anh Tuân ở Hà Nội nhé. Thì anh có đặt bên em một máy Bose 24V bản nâng cấp áp mạch, thì em vừa mới làm xong. Thì nói sơ qua về cấu hình của máy, thì máy chạy 8 tụ đầu ra nhé, toàn tụ ECOP 450, 560 rất là khủng, và hai biến áp E65 của Samut 3800G và hai ba cảm E65 nhé. Đấy, cấu hình của nó thì đang là mẫu khủng nhất thời điểm hiện tại đấy, và đánh cực kỳ ngon, nước ngọt trong ngọt đục, đánh cáp đánh vợt đều ngon nhá, đánh 24V và cực kỳ chắc cá nhá. Mình bán rất nhiều sản phẩm máy bốt 24V ở bên mình rồi, được anh em tin tưởng ủng hộ rất nhiều và chưa anh em nào chê nhá. Còn nếu mà máy công suất lớn thì nó phải tốn bình rồi đấy, còn bảo công suất lớn mà ăn ít điện thì chỉ có lừa đảo thôi. Và em luôn đem đến sản phẩm chất lượng đưa đến tay người tiêu dùng. Từ cái mạch anh em nhìn nhá, mạch bên em là đi toàn bộ bằng dây đồng nhá. Đấy, hết vào chân của phen này để đảm bảo cho anh em đánh vợt và kéo cáp được bền nhất có thể. Chân biến áp em đắp dày lên, chân tụ lòng nguồn em cũng đắp thiếc dày lên nhá. Đấy, chân dơ le em cũng đi dây đồng vào nhá. Đấy, đảm bảo cho anh em chất lượng tuyệt vời luôn. Đấy, hàng núm nhôm CNC nhá. Đấy, từ con linh kiện. Ok anh em nhá, đây là bản màu đen nhá của anh khách anh Tuân ở Hà Nội. Đấy, anh đặt em thì mai em sẽ giao cho anh, xin phép anh em vào vỏ và hướng dẫn anh em sử dụng bốt 24V nhá. Hello anh em nhá, thì đây là con máy của anh Tuân ở Hà Nội. Sau khi em đã vào vỏ xong thì anh đặt bên em một máy bốt 24V bản màu đen nhá. Thì nói về phân khúc máy 24V thời điểm hiện tại thì máy chạy công nghệ Samut, thì có mẫu bốt 24V này đang là mẫu máy công suất khủng nhất thời điểm hiện tại, và nó là mẫu máy đánh ngon nhất trong phân khúc máy 24V. Nếu mà nói về đánh cá nổi đẹp này và giật rộng ấy thì bốt 24V đang là đứng đầu thời điểm hiện tại nhá. Máy thì có cấu hình cực khủng luôn, ba cảm 8 tụ đầu ra. Đấy, tụ băm của nó hai 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 dàn tụ băm nhá, hai tầng nhá. Đấy, hai biến áp của Samut 3800G. Đấy, cấu hình rất là lớn luôn. Ok anh em nhá, phục vụ cho anh em là bem sông hồ lớn này, kéo cáp và đi vợt này. Riêng đánh vợt thì máy này đánh cá nó nổi khỏi phải nghĩ luôn, rất là chắc. Em bán rất là nhiều mẫu máy bot 24V này ra thị trường và anh em đã đánh và trải nghiệm, thì chưa anh nào bảo là đánh không nổi đẹp nhá. Đấy, chưa có ai khen là không nổi đẹp, chỉ có bảo là tốn điện thôi. Nhưng mà nói với anh em là máy công suất lớn thì nó phải tốn điện rồi, còn bảo mà công suất lớn mà ăn nhẹ điện thì không có đâu anh em ạ. Đấy, máy này đang em chỉnh sẵn tần số cho anh, anh chỉ về bật cái công tắc số 1, số 0, số 2 này là có thể đánh tất cả các chế độ của máy. Thì ở chế độ số 0 em đang để là nó tần số là 45, 100 và 15 nhá. Đánh cá thác lác cầm này, đánh cá chép này, đánh cá an tăm, đánh bỏ mồi này, đánh cá lăng này, đánh nói chung là tất cả những cái loại cá da trơn và cá có vảy đều được anh em nhé. Đấy, với cái thông số này nhá, đánh cá chọn điểm, đánh an tăm, bỏ mồi nhá. Cò đầu anh em cứ giã cho mình tầm chục giây này, bấm nhá, mình bấm cò thử nhá. Thì đây công tắc hai cảm và ba cảm, thì bật trên hai cảm, dưới ba cảm. Ba cảm thì bóng đèn nó sẽ sáng hơn và nó sẽ mạnh hơn, nhưng mà độ giật của nó sẽ rộng hơn, nhưng mà nó chỉ đánh được nước sạch thôi, còn nếu mà nước bẩn đánh ba cảm nó sẽ báo lỗi ngay. Đấy, còn nếu mà bên dưới này là công tắc đấu của bóp anh em nhé. Đấy, còn cái này ra vợt, vợt hớt cá này, ở đây vợt hớt cá này, còn đây là đấu mát thuyền này, còn nếu mà đánh cáp thì mỗi bên một đấy nhá, cáp dương cáp âm này. Đấy, ok mình thử tiếng máy anh em nghe tiếng máy nhé. Đấy, tiếng máy bên em rất là đanh nhá, không bao giờ có tiếng zip này, anh em yên tâm nhá, quá là khủng luôn. Đấy, nếu mà đánh cá an tăm, đánh bỏ mồi, đánh chọn điểm mà em hướng dẫn anh em cách đánh, thì anh em cứ trèo đến điểm đánh, dừng đứng thuyền lại cho em nhé. Anh em bóp cò này. Đấy, cứ giã tầm 10 giây anh em nhé. Tầm 10 giây. Giã tầm 10 giây nhá. Cho anh em nhả cò ra xong nháy này. Đấy, cứ nháy vậy nhá. Cò đầu anh em phải giã rèn nhá, xong
mấy quả sau anh em lại nháy nháy này. Đấy, đánh đúng như mình nhá. Chờ tầm khoảng 45 giây đến khoảng 1 phút nhá. Trong khoảng đấy thì nếu mà cá ở 7 đến 10 mét thì nếu mà nước ngọt trong ngọt đục, cá nước đứng nhá. Đây là tần số đánh nước đứng này, nước chảy thì lại đánh tần số khác anh em nhá. Thì cá nó sẽ lao lên tầm 1 phút nhá. Riêng ở sâu là cá nó phải lên cỡ tầm phải 1 phút, hơn 1 phút thì cá nó mới lên. Nên anh em đánh phải chờ nhá, không được đi nhanh nhá. Đấy. Còn tần số đánh vợt này. Đấy, đánh vợt đây. Cho anh em tần số đánh vợt nhá. 65 75 40 này. Thì cái này có thể đánh cá đánh chọc vợt này, đánh cáp vừa chèo vừa bấm này. Đấy, nó rất là đa năng, tần số này đa năng này. Bấm này. Đấy. Nếu mà con cá nó lên đằng sau nó lịm thì anh em giảm cái này về 60 này. Còn nếu mà nó chạy ấy, thì anh em tăng nó lên tầm khoảng 70 nhá. Nhưng mà ít khi chạy lắm, máy này công suất nó rất là lớn. Đấy. Tiếng máy rất đanh nhá. Đấy, chuyển tiếp tần số đánh vợt này. Cái tần số này là chuyên đánh vợt này. Sang công tác sang số 2 này, 55, 75, 28 chuyên chọc vợt luôn. Anh em có thể để về 50 nhá. Thì tùy theo nước nó dẫn điện tốt hay là không tốt, nước nó phèn hay là không thì nó sẽ phải thay đổi lại cái mức tần số này nhá. Đấy, ok anh em nhá. Nếu mà nước nó dẫn điện tốt thì anh em chỉ cần chỉnh 50 là ok rồi. Còn nếu mà nước nó dẫn điện kém hơn thì nó chỉnh về 55 nhá. Anh em đánh phèn phiếc các thứ, phèn nhẹ là ok nhá. Đấy, phèn nặng thì anh em lại dùng loại máy khác. Phèn nặng thì phải dùng máy khác. Tất cả các loại máy đánh mà gặp phèn thì đều giật kém hết. Đấy. Còn anh em mà cần tư vấn dòng máy đánh nước gì thì cứ inbox với bên em thì bên em sẽ tư vấn cho anh em nhé, rất là cụ thể. Đấy, tiếng máy rất đanh nhé. Còn kỹ thuật kéo cáp hay là như nào thì em sẽ hướng dẫn cho anh em cụ thể sau. Đấy, còn nếu mà mắc tần số của con này là được tầm khoảng là 200 nhá, nhưng mà chẳng bao giờ đánh đến 200 đâu, tầm 50 là đã mạnh lắm rồi anh em ạ. Còn đánh cao quá chết hết. Anh em nhìn nhá. 100 bóng cỡ 3000W muốn đứt rồi. Đấy. Càng đét luôn. Còn chỉnh tần số đánh cá lăng này. Cá lăng và cá da trơn, cá có vảy này. Đấy. Đánh cá chép luôn nhá. Đấy, đánh tổng hợp mà nước chảy nhá. Anh em kéo nước chảy thì có thể tham khảo thông số này của em nhá. Kéo cáp nước chảy này. Tầm 6-7 mét này, nước chảy này. Đấy, thì anh em tham khảo tần số này nhá. 50, 100 và tầm khoảng 80 nhá anh em nhá. Đấy. 80 này. Đấy, anh em đạp rèn nhá, đạp rèn được luôn. Cá lăng, da trơn và cá có vảy đều được nhá. Đấy, ngặn bò nheo. Nheo thì phải nheo lai chứ nheo ta thì cái loại 1 cân dăm 7 lạng thì rất là khó nổ. Tư vấn thật cho anh em như thế. Cá nheo nó là một trong những dòng khó đánh nhất nhá. Nheo ta nhá, còn nheo lai thì không nói làm gì. Đấy. Anh em có thể tăng lên tầm khoảng 60 cũng được nhá. Đấy, nó tùy theo vùng nước nữa. Tầm nào nó chết đẹp là được. Đấy. Còn nếu mà chuyên về da trơn và kéo cá chốt, cá tra với cá chạch, cá da trơn đối với anh em miền trong ấy thì chỉ giã tầm cho mình tầm khoảng 25 là được rồi. 25 và cho rộng sung lên 100 nhá. Đấy, cho lên max 100 luôn. Ok này. Đấy, 25 nhá. Anh em nhìn bóng đèn này. Thế thôi, đánh như này là ok rồi. Đấy, cảm ơn anh em đã xem video nhé. Thì anh em nào có nhu cầu tư vấn máy và mua máy thì có thể liên hệ với bên em nhé.